Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành công văn số 504 về việc tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và các hoạt động sản xuất kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố. ban thường vụ thành ủy yêu cầu các cấp các ngành từ thành phố đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho người dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy đặc biệt là chủ động thực hiện phương châm bốn tại chỗ ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chủ động phối hợp chặt chẽ với công an thành phố trong công tác tổng kiểm tra giả soát đánh giá lại điều kiện tiêu chuẩn khả năng phòng cháy chữa cháy đối với toàn bộ các lĩnh vực cơ sở kinh doanh trên địa bàn công an thành phố tăng cường công tác kiểm tra giám sát kiên quyết xử lý nghiêm đối với những vi phạm tại các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy tổ chức tuyên truyền làm tốt công tác hướng dẫn tập huấn cho nhân dân về kỹ năng thoát hiểm thoát nạn người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương đơn vị chịu trách nhiệm trước ban thường vụ thành ủy nếu để xảy ra cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng cho người và tài sản trên địa bàn phạm vi quản lý